từ Cấm Thành, Trung Quốc, Tổ chức Khoa học Giáo dục và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã công nhận từ Cấm Thành, hay còn được biết đến với tên cố cùng của Trung Quốc, là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1987. Từ Cấm Thành, hay còn gọi là cố cùng, cách gọi mới ngày này, nằm tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, được xây dựng tại trung tâm của Bắc Kinh. Từ Cấm Thành là một kỳ quan đẹp bất chấp thời gian. Từ Cấm Thành được bắt đầu khởi công xây dựng năm 1406 đến năm 1420 dưới thời nhà Minh, sau khi Chu Đệ, người con thứ tư của Chu Nguyên Chương, cướp ngôi vua từ tay cháu của mình là Doãn Văn. Đây là một công trình kiến trúc vĩ đại, một cung điện lớn nhất thế giới với diện tích 250.000 m². Trong Từ Cấm Thành có tổng cộng 800 công trình, 8.886 phòng và số nhân lực xây dựng khoảng 1 triệu người. Từ Cấm Thành xây dựng theo lối kiến trúc cổ Trung Hoa, theo trục Bắc Nam. Xung quanh là tường cao hào rộng để ngăn cản người từ bên ngoài xâm nhập vào. Từ Cấm Thành xây dựng theo hình chữ nhật, dựa theo thuyết trời tròn đất vuông, mặt hướng về phía nam nhìn ra cổng Thiên An Môn. Đây cũng là cổng chính vào Từ Cấm Thành. Công trình này được thiết kế bởi nhiều kiến trúc sư, trong đó kiến trúc sư trưởng là Sài Tín. Ngoài ra còn có Trần Khuê, Ngô Trung, Thái giám Nguyễn An. Tổng công trình sư là Khoái Tường và Lục Tường. Từ Cấm Thành được hoàng thành bao bọc, bức tường thành bao bọc dài 3.400 m, cao 11 m, với hào sâu và 4 vọng gác được đặt ở 4 góc. Mọi kiến trúc trong Từ Cấm Thành đều được xây dựng theo thiết kế 3 điện chính là Điện Thái Hòa, Điện Trung Hòa, Điện Bảo Hòa. Toàn bộ cả công trình được thiết kế chăm chút, hoàn hảo đến từng chi tiết, từ mái vòm, cột nhà, nền nhà đến các hoa văn trang trí, chạm khắc trên tường, trên cửa. Trong 3 điện chính thì Điện Thái Hòa có kiến trúc tráng lệ nhất. Trên quảng trường hướng nam rộng 30.000 m², Điện Thái Hòa được xây trên các bậc thang màu trắng cao 8 m, chiều cao của điện gần 40 m. Đây cũng chính là kiến trúc cao nhất trong cố cùng. Theo văn hóa Trung Quốc, rồng tiêu biểu cho quyền lực của nhà vua, và nhà vua được coi là chân long thiên tử. Vì vậy Điện Thái Hòa sử dụng nhiều hình tượng rồng, có trên 13.000 tượng hình rồng xuất hiện tại đây. Trước Điện Thái Hòa có 3 cầu bằng đá dẫn lên điện, chỉ có vua mới được đi nối. 2 cầu còn lại dành cho quan văn và quan võ. Theo quy định rất khắt khe trong cung, chỉ có quan tam phẩm trở lên mới được phép bước qua các cầu này. Từ Cấm Thành là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. Hàng năm, di sản này thu hút hàng vạn lượt khách tham quan du lịch cả trong nước và quốc tế. Kiến trúc vô cùng độc đáo của Điện Thái Hòa, phải nói đến phiến đá lớn khắc hình rồng phượng đặt trên lối đi vào cửa chính Điện Thái Hòa. Theo ghi chép sử lịch sử, phiến đá này được vận chuyển từ một địa điểm cách Bắc Kinh 80 km về để thiết kế chạm khắc. Kiến trúc sư Nguyễn An đã cho đào hàng vạn chiếc giếng cách đều nhau đặt dọc hai bên đường. Mùa đông tuyết phủ đóng băng các giếng nước này, tạo thành một dòng sông băng dài mấy chục cây số để kéo lê phiến đá băng nặng hàng trăm tấn đó về Từ Cấm Thành. Từ Cấm Thành được chia thành hai khu vực là ngoại triều và nội triều. Mọi nghi thức lễ nghi triều đình đều diễn ra tại ngoại triều, nơi đây hoàng đế ngự trên ngai vàng nghe các triều thần trình tấu và phán quyết vận mệnh của thần dân. Ngoại triều cũng là nơi cử hành lễ đăng quang của hoàng đế, ngày sinh nhật hay các lễ quan trọng được tổ chức tại đây. Nội triều là nơi ở thường trực của hoàng đế cùng với hoàng tộc. Trong Từ Cấm Thành còn có 18 chiếc lư hương bằng đồng, đường kính khoảng 1 m, cao trên 2 m. Mỗi chiếc lư đồng đại diện cho 18 tỉnh của Trung Quốc thời đó. Mỗi khi vua thiết triều, trầm hương được đốt lên, khói hương nghi ngút, mùi trầm hương lan tỏa khắp các cung điện, khiến cho Từ Cấm Thành càng thêm uy nghi giữa trung tâm của đất trời. Với quy mô rộng lớn, kiến trúc đặc trưng mang đậm chất Trung Hoa,
Tử Cấm Thành là viện ngọc vĩ đại của kiến trúc Trung Quốc. Ngày nay, Tử Cấm Thành còn có viện bảo tàng cố cùng với hơn hàng triệu hiện vật còn lưu giữ và là di sản văn hóa thế giới. Hàng năm, có hàng triệu du khách đến và tham quan khu vực Tử Cấm Thành. Và đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất của khu vực châu Á.